Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tôn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2019, thì mình mới vừa về một cái khoang bàn cao 1m mang thương hiệu Hitachi, hàng nội địa Nhật. Máy này thì đã lên điện 220, cho nên mình sử dụng ở nhà rất là tiện, sử dụng xưởng cũng rất là tốt. Mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về cái khoang bàn Hitachi này. Rồi, đây là mặt hông của khoang bàn Hitachi, mình sẽ đi từ trên xuống dưới. Nắp của khoang này là bằng nhựa cứng. Rồi, bên trong nó có hai cái bô ly. Bên đây là bô ly truyền động khoang, đây là bô ly motor, vẫn còn rất là đẹp và nghiêm chỉnh. Rồi, bên hông, bên hông ba tay quay vẫn còn đúng, đi theo đủ luôn, rất là tiện. Con ốc này là con ốc để mình nới ra, căng cái độ sâu của mũi khoan, chúng ta khoan xuống á, rồi chúng ta siết lại. Đây, thương hiệu Hitachi, dập nổi motor của nó. Khoan này còn rất là đẹp luôn. Đây, cái ti trụ nó rất là to, tay quay vẫn còn mâm đẹp. Này mới về mà chưa có rửa, cái này bữa bỏ đi cà phê lên để anh thợ anh coi nè, thì nay nó hơi lên ten xíu chuỗi ra, mâm còn rất là đẹp luôn. Đây là cái mâm vuông, mâm vuông thì nó có thể nghiêng được mỗi bên là 45 độ. Thì khi mâm vuông mà mình cặp cái eto lên, khoan nó sẽ chuẩn hơn so với mâm tròn. Mâm tròn mình xoay hồi nó sẽ bị lật đi, thì cái này là dùng độ chính xác cao. Đầu kẹp khoan 13 mm, còn rất là cứng, không bị rơ lắc. Đây, thương hiệu Hitachi, mã là B13S. Nó có tổng cộng là 5 tốc độ. Tốc độ chậm nhất là 500 vòng 1 phút, 800, 14, 20, 2000 và 3000. Rồi, mặt bên kia của khoang bàn đây, hộp còn ngon luôn. Dây điện, dây điện mình đã cắm vô 220 rồi. Nắp vẫn còn to, ngon, nghiêm chỉnh, không có bị bể. Rồi, bây giờ mình sẽ bật máy lên cho anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem cái đầu hoạt động của máy. Máy đã chạy rồi đó, đang nghe tiếng là tiếng của cái nắp. Máy chạy rất là êm luôn, quá êm. Rồi, mình đã chỉnh lại cái dây cura. Dây cura nãy nó hơi đánh cho nên nó hơi kêu cái nắp, nhưng giờ đã chỉnh lại thì chạy rất là êm. Đây là cái chỉnh cái độ nông sâu, hiện tại mình cho nó sâu tối đa. Và việc nâng hạ cái cần khoan cũng rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, và cái khoan bàn Hitachi mang mã B13S, motor zin 110V, đã lên điện 220. Mình chỉ việc về sử dụng thôi. Và giá bán của nó là 7 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 3978 258 hoặc 0985 532 832, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.